Dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, trong đêm nay và ngày mai, miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp. Vì thế, toàn vùng vẫn phổ biến là ít mưa, có chăng chỉ là mưa ở một vài nơi, sáng sớm thì có sương mù nhẹ che phủ. Trong ngày mai, trời vẫn có nắng, nhiệt độ trưa chiều mai ở Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 31 cho đến 33 độ. Tuy nhiên, từ khoảng đêm muộn ngày mai sang ngày 12 tháng 11, khối không khí lạnh ở phía Bắc sẽ đẩy rãnh mây dông phía trước của nó xuống nước ta. Vì thế, ngay từ đêm mai, một số nơi ở vùng núi phía Bắc sẽ có mưa rào và dông rải rác. Còn sang ngày 12 thì vùng mưa sẽ lan rộng hơn ra toàn Bắc Bộ với nhiều điểm mưa vừa, mưa to kèm lốc sét và gió giật mạnh. Lui xuống miền Trung, toàn bộ Trung Bộ trong đêm nay và ngày mai sẽ chưa chịu tác động gì của không khí lạnh. Vì thế, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ khá ít mưa, có chăng chỉ là mưa rào và dông ở một vài nơi về chiều tối, ngày trời nắng. Nhiệt độ trưa chiều mai dao động trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Còn đối với khu vực từ Đà Nẵng xuống đến Bình Thuận, do chịu tác động của nhiễu động trong đới gió đông, nên đêm nay và sáng sớm mai sẽ có mưa rào và dông rải rác. Ban ngày mưa giảm, trời có nắng gián đoạn. Nhiệt độ khu vực sẽ dao động trong khoảng từ 30 cho đến 32 độ. Còn ở Nam Bộ, những cơn mưa sẽ tiếp tục duy trì trong đêm nay đến khoảng sáng sớm ngày mai. Sau đó mưa tạm giảm nhưng sẽ gia tăng lại trong chiều và tối mai. Trong đó cục bộ sẽ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, từ 30 cho đến 50mm, tập trung chủ yếu ở các tỉnh ven biển miền Tây của Nam Bộ. Về nền nhiệt, nhiệt độ trong ngày mai ở Nam Bộ sẽ là từ 31 cho đến 33 độ. Còn ở các tỉnh thuộc Tây Nguyên, trong đêm nay và chiều tối mai chỉ có mưa rào và dông ở một vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ là từ 29 đến 32 độ. Không khí lạnh chưa về nên trong đêm nay và ngày mai tạm thời gió trên các vùng biển vẫn chỉ có gió yếu dưới cấp 4. Mưa rào và dông chủ yếu chỉ xuất hiện ở khu vực Nam Biển Đông, trong đó có huyện đảo Trường Sa. Còn các khu vực khác chỉ có mưa một vài nơi, tầm nhìn xa thoáng đãng. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.